Trời mưa ẩm mãi thế này, phơi quần áo thế nào cho nhanh khô? Có những mẹo phơi quần áo này, bạn sẽ chẳng còn sợ những ngày nồm ẩm đáng ghét. Thời tiết nồm ẩm mưa dầm khiến quần áo lâu khô, ẩm mốc và có mùi hôi, thậm chí còn làm cho vi khuẩn sinh sôi gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Hãy tham khảo những mẹo phơi quần áo dưới đây để đối phó với kiểu thời tiết đáng ghét này. Rút bớt ẩm trước khi phơi. Để quần áo nhanh khô hơn, bạn có thể thực hiện một vài bước rút bớt độ ẩm trước khi phơi. Cách thứ nhất là cuộn trong khăn lông khô. Bạn trải một tấm khăn lông khô ra và cuốn quần áo vào rồi vắt kỹ. Khăn lông sẽ thấm bớt nước từ quần áo giúp bạn. Cách thứ hai là ủi quần áo trước khi phơi. Nhiệt độ cao sẽ khiến lượng nước trong quần áo bốc hơi phần nào. Lưu ý là bạn nên ủi cả hai mặt thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Trước khi phơi, bạn cũng nên rũ mạnh quần áo để tiêu trừ bớt lượng nước thừa và quần áo không bị nhăn nhúm. Nhúng quần áo vào nước nóng trước khi phơi. Nước nóng có thời gian bốc hơi nhanh hơn, nên nếu bạn muốn quần áo nhanh khô trong những ngày ẩm ướt thì nên giặt quần áo với nước nóng hoặc ít nhất là nhúng quần áo vào nước nóng rồi vắt kỹ trước khi phơi. Phơi ở nơi rộng rãi, thông thoáng. Sai lầm của không ít gia đình là phơi quần áo trong bếp hoặc nhà tắm trong những ngày mưa ướt. Điều này sẽ khiến vi khuẩn sinh sôi nảy nở và quần áo bốc mùi khó chịu. Tốt nhất, bạn nên phơi quần áo trên dây hoặc giá treo để ở nơi rộng rãi, khô thoáng. Hãy chắc chắn để những hàng dây phơi không quá gần nhau để gió có thể lưu thông quanh quần áo giúp chúng nhanh khô hơn. Bạn có thể phơi quần áo cạnh các nguồn nhiệt như máy sưởi, lò than nhưng không nên treo quá gần vì có thể bị cháy quần áo, gây hỏa hoạn nguy hiểm. Phơi trải rộng, phơi ngược. Nếu muốn quần áo khô nhanh, bạn không nên phơi móc như bình thường, mà hãy dùng kẹp để kẹp quần áo trên dây, diện tích tiếp xúc với gió nhiều hơn, sẽ giúp quần áo nhanh khô hơn. Đối với các loại quần dày như quần jean, quần thô, bạn nên phơi ngược phần thắt lưng và miệng túi xuống dưới, cách này sẽ làm chúng róc nước và nhanh khô.